Tại sao khi thoát vị đĩa đệm người ta hay bị cái đốt C6, C7? Đấy thì các bạn khi đi chụp X quang, bác sĩ kết luận là đốt C6, C7, có người bị xuống D1. Thì cái đốt C7 là cái đốt hồ cao nhất trên 7 đốt sống cổ. Và cái đốt C6 là khe đốt C6, nó là cái trục xoay của cái cổ. Cho nên nó rất dễ, đây này, mình cử động nhiều này này. Đấy, mình xoay như này, là cái đốt C6 nó xoay rất nhiều. Cho nên là nó vận động nhiều thì nó dễ bị thoái hóa và nó thoát vị đĩa đệm, nó hay bị ở đấy. Cho nên là đa phần 90%, 10 người bị thì 9 người bị đốt C6, C7. Đấy, để cho các bạn xem, giải tỏa nó ra. Thì khi bị C6, C7 nó sẽ làm tay tê xuống tay, đau bả vai. Chúng ta phải giải tỏa hết sức nhẹ nhàng nó ra thì mới được. Đấy nha. Mở tay xuống, thầy mở cái đốt lê ra cho thả lỏng ra. Ấy rồi ôi. Đấy, đấy nhá, cho các bạn xem. Thì bạn nào mà muốn biết thêm thì alo trực tiếp cho thầy nhá.